Cô xin chào tất cả các em học sinh khối lớp 3 của trường tiểu học Lâm Văn Bền. Cô rất vui khi được gặp lại các em trong tiết học tuần thứ tư. Tiết học ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục chủ đề bài thể dục phát triển chung. Gồm hai nội dung như sau. Chúng ta ôn lại 6 động tác đã học và học mới động tác nhảy. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay đó là các em sẽ ôn 6 động tác đã học như vươn thở, tay, chân, lưng, bụng, toàn thân. Các em thực hiện động tác phải tương đối chính xác. Mục tiêu thứ hai, các em biết và thực hiện được động tác nhảy của bài thể dục phát triển chung cơ bản đúng. Mục tiêu thứ ba, các em tự giác chăm chỉ tập luyện và biết vận dụng các động tác đã học để tập luyện hàng ngày nhằm nâng cao sức khỏe cho bản thân mình. Chúng ta đi vào phần mở đầu. Trước khi đi vào tập luyện, cô và các em chúng ta sẽ khởi động các khớp để làm nóng cơ, hạn chế xảy ra chấn thương trong quá trình tập luyện các em nhé. Các động tác khởi động bắt đầu. Chúng ta vừa thực hiện xong các động tác khởi động, cô mời các em đi vào phần cơ bản, hình thành kiến thức mới, ôn các động tác đã học và học mới động tác nhảy. Cô và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại 6 động tác đã học. Mỗi động tác chúng ta thực hiện 2 lần 8 nhịp. Bài thể dục phát triển chung lớp 3. Động tác thứ nhất, động tác vươn thở. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Động tác thứ hai, động tác tay. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Động tác thứ ba, động tác chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5
6, 7, 8. Động tác thứ tư, động tác lườm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ năm, động tác bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ sáu, động tác toàn thân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và bây giờ là đến phần tập luyện của các em. Các em hãy dừng video lại và tập lại động tác nhé. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu và tập luyện động tác nhảy. Cô mời các em quan sát bức tranh sau. Đây là bức tranh thể hiện các nhịp thực hiện của động tác nhảy. Để các em thực hiện động tác được dễ dàng hơn, cô mời các em theo dõi các bước thực hiện của động tác như sau. Tư thế chuẩn bị: đứng thẳng, hai gót chân sát nhau, mũi chân mở rộng chữ V, mặt hướng phía trước, hai tay duỗi thẳng áp sát thân người, các ngón tay khép hờ. Nhịp 1. Bật nhảy lên, đồng thời hai tay dang ngang, bàn tay sắp. Khi rơi xuống, hai chân đứng rộng bằng vai. Nhịp 2. Bật nhảy về tư thế chuẩn bị. Nhịp 3. Bật nhảy lên, đồng thời hai tay vỗ vào nhau ở phía trên đầu. Khi rơi xuống, hai chân đứng rộng bằng vai. Nhịp 4. Bật nhảy về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự như nhịp 1, 2, 3, 4. Sau đây, cô mời các em quan sát cô thực hiện động tác nhảy hoàn chỉnh. Các bạn quan sát cô thực hiện động tác thứ bảy, động tác nhảy hoàn chỉnh. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, các bạn vừa quan sát cô thực hiện động tác nhảy hoàn chỉnh. Bây giờ cô mời tất cả các bạn chúng ta đứng lên thực hiện động tác cùng với cô. Động tác thứ bảy, động tác nhảy. Nhịp 1. Bật sắp chân, đồng thời hai tay dang ngang lòng bàn tay sắp. 1. Nhịp 2. Bật thu chân về lại tư thế chuẩn bị. 2. Nhịp 3. Bật sắp chân, đồng thời hai tay đưa lên cao vỗ vào nhau. 3. Nhịp 4. Bật thu chân về tư thế chuẩn bị. 4. Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự như nhịp 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Chúng ta thực hiện lại động tác thứ 7, động tác nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Bây giờ là đến phần tập luyện của các em. Các em hãy dừng video lại và tập lại động tác nhé. Chúng ta vừa tìm hiểu xong động tác thứ bảy, động tác nhảy. Và bây giờ cô và các bạn chúng ta sẽ phối hợp 7 động tác đã học lại với nhau 2 lần 8 nhịp. Được phát triển chung lớp 3. Động tác thứ nhất, động tác vươn thở. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ hai, động tác tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ ba, động tác chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ tư, động tác lườn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ năm, động tác bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 6, động tác toàn thân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 7, động tác nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và bây giờ là đến phần tập luyện của các em. Các em hãy dừng video lại và tập lại động tác nhé. Cô và các bạn chúng ta vừa hoàn thành tiết học ngày hôm nay và bây giờ cô mời các bạn sẽ cùng cô thực hiện các động tác thả lỏng. Đưa hai tay lên cao, hít thật mạnh vào, thở mạnh ra, hít vào, thở ra. Chúng ta thực hiện 5 lần. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, giờ chúng ta sẽ rũ hai cánh tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, đưa chân trái ra trước, rung chân. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, tổng chân. 1, 2, 3, 4.
học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các em đừng quên ôn luyện mỗi buổi sáng thức dậy để ghi nhớ động tác và nâng cao sức khỏe cho chính bản thân mình. Bên cạnh đó, các em cần thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế nhé. Cô chúc các em thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và học tập thật tốt. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong tiết học sau.